Xin chào tất cả mọi người ạ. Ngày hôm nay mình xin phép được giới thiệu và nêu một chút cảm nhận về bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện bằng tranh màu. Đây là một ấn phẩm mới xuất hiện, rất hữu ích cho những ai đang đọc tụng và hành trì kinh Địa Tạng hàng ngày. Thì bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện này được vẽ hoàn toàn bằng tranh màu, rất đẹp. Và nội dung kinh văn bên trong hoàn toàn bám sát theo bản dịch của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Cho nên bộ kinh màu này có thể thay thế cho kinh văn truyền thống để tụng đọc hàng ngày, rất tiện. Thì đầu tiên bộ kinh này cảm quan rất đẹp. Có bìa cứng để bảo vệ phần kinh bên trong. Và khi mở đầu thì cũng có đủ tất cả nghi thức, nguyện hương, phát nguyện thọ trì, bài kệ khai kinh có đủ hết. Và tôn dung của Bồ Tát Địa Tạng. Và một phần nhỏ nói về nhân duyên thù thắng của việc vẽ được bộ kinh Địa Tạng bằng tranh màu rất thù thắng như thế này. Mình thấy có một điều rất tuyệt khi dùng bộ kinh Địa Tạng bằng tranh màu như thế này để đọc tụng, đó là trước đây khi mà đọc phần kinh văn thì những cảnh giới vi diệu thù thắng trong kinh, dụ như là trên cung trời Đao Lợi hoặc ở trời rồng hội họp như thế nào ấy, tên các vị Bồ Tát xuất hiện trong kinh, mình chỉ đọc vậy thôi chứ không biết được là cảnh tượng thực như thế nào. Thì khi được hiện thực hóa bằng hình ảnh thì giống như hiển hiện trước mắt mình, rất tuyệt vời, rất hay. Đây, cảnh trên cung trời Đao Lợi, mình có thể vừa đọc vừa quán tưởng luôn, giống như là mình đang tham dự trực tiếp trong pháp hội đó vậy, cảm giác rất là bay bổng. Mười phương chư Phật xuất hiện và tán thán Đức Phật này, rồi Đức Phật phóng quang như thế nào này, trời rồng hội họp ra làm sao, tất cả tranh màu đẹp lắm. Đó. Cái điểm thứ hai mình thấy rất hay, đó là ví dụ như trong phẩm thứ 5, tên các địa ngục ấy, đây là quyển thượng đúng không? Đây là quyển trung này. Quyển trung thì sẽ có phẩm thứ 5 tên các địa ngục. Thì trước đây mình đọc phần kinh văn truyền thống thì chỉ biết tên của các địa ngục như vậy thôi, nhưng không tưởng tượng được sự đau khổ trong đó như thế nào. Thì khi đọc tụng bản màu này thì tất cả hiển hiện trước mắt, mình có thể quán tưởng chiêm nghiệm về nghiệp nhân dẫn đến quả báo đọa vào địa ngục nào đó. Và tất cả những phần chú thích ở đây đều rất là rõ ràng, chi tiết. Ví dụ như là địa ngục phi đao, tức là địa ngục dao bay ấy, trước đây không tưởng tượng được thì bây giờ hiển bày trước mắt, đau khổ đáng sợ như thế này. Và nghiệp nhân đó là quả báo của việc giết hại bừa bãi trong đời trước. Các địa ngục như thế trong phẩm thứ 5 thì được vẽ rất chi tiết, rất đầy đủ. Thì mình cũng cảm nhận được cái dụng ý của họa sĩ vẽ tranh. Bởi vì chúng sinh trong cõi ta bà ác trược này thì tạo nghiệp vô số, không lúc nào ngừng dứt hết. Cho nên địa ngục vô số kẻ nó triền miên mà lại không biết dừng tay tạo nghiệp. Thế cho nên khi thấy được những cảnh tượng như thế này, thứ nhất là nó tăng lòng cảnh giác của mình lên, khiến cho mình không thể nào mà bừa bãi tùy tiện tạo nghiệp nhiều như trước nữa, nhất định là sẽ có sự cảnh giác và dè chừng. Cái thứ hai là cũng lại tăng thêm lòng từ bi đối với những chúng sanh đang chịu cảnh khổ trong những địa ngục đó nữa, giúp cho tâm Bồ Đề ngày một thêm lớn. Đây, có hai tác dụng này rất là tốt khi mà quán tưởng bằng bộ tranh màu như thế này. Điều tiếp theo nữa, đó là phẩm thứ 9, xưng danh hiệu chư Phật. Trước đây khi đọc tụng kinh truyền thống thì đâu có tưởng tượng ra được hình tướng các ngài như thế nào đâu. Nhưng khi tụng đọc bản màu này thì hình tướng các ngài mình được ngắm, chiêm bái rất là đẹp. Tăng thêm cái lòng hoan hỷ vô biên khi được lễ lạy các ngài đó.
Đây, ví dụ như vô biên thân Như Lai và bảo thắng Như Lai. Ba đầu ma thắng Như Lai, sư tử hống Như Lai, vân vân. Thì nếu như ai mà eo hẹp về thời gian quá thì mỗi ngày có thể mở phẩm 9 ngày ra, ngắm chiêm bái hình các ngài và lễ lạy tụng đọc, thì công đức cũng đã không thể nghĩ lường, diệt tội vô số. Cho nên mình thấy bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồi Nguyện bằng tranh màu như thế này thực sự là một phương tiện hỗ trợ rất là thù thắng, phương tiện hỗ trợ rất tốt cho sự hành trì tu học của mỗi người. Tranh màu đẹp quá. Trước đây khi mà được cầm trên tay bộ kinh này, đúng là một niềm mơ ước, và mình nghĩ là trên đời này chắc không, chưa bao giờ có ai có thể vẽ được một bộ kinh màu như vậy. Nhưng bây giờ thì nó đã thành hiện thực rồi, và lại còn được ấn tống miễn phí nữa. Đây đúng là sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát và Tam Bảo ấy. Thì muốn thỉnh được bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồi Nguyện này thì các bạn có thể quay học 3 phẩm kinh Địa Tạng và có thể quay video gửi về Nhân Quả Luân Hồi. Thì phần quà mà các bạn nhận được sẽ là một bộ kinh Địa Tạng màu rất đẹp như vậy. Chúc các bạn ngày càng an vui và tinh tấn. Ha ha ha,